Trong thời gian qua, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ vỡ hụi với số tiền từ hàng trăm triệu lên đến hàng chục tỷ đồng. Không chỉ gây xôn xao dư luận, vỡ hụi đã đẩy những người trong cuộc rơi vào cảnh nợ nần, kinh tế suy kiệt, gia đình tan vỡ. Mặc dù được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vào cuộc kịp thời xử lý các chủ hụi, nhưng cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là những người dân tham gia chơi hụi. Thực trạng đó một lần nữa chống lên hồi chuông cảnh báo cho mọi người đã đang và có ý định tham gia. Năm 2012, gia đình chị Ca ở phường 12 thành phố Đà Lạt tham gia vào đường dây hụi. Tuy nhiên, chủ hụi bị vỡ hụi, số tiền trên 200 triệu đồng sau bao nhiêu năm vợ chồng tích góp cũng đã không cánh mà bay. Cũng chỉ vì nghe lời ngon ngọt của các đối tượng lừa đảo, chị đã giấu chồng giấu con để đi tham gia chơi huê hụi mong kiếm lời cao. Ra để chơi chút kiếm chơi thêm kiếm thêm lời nhuận để làm ăn sinh sống nuôi gia đình, nuôi con cái. Ngờ vợ chồng dung đặng lừa mất hết luôn. Bằng thủ đoạn vay tiền trả lãi khủng trên 15% mỗi tháng, cặp vợ chồng Trần Văn Đẳng và Bùi Thị Mỹ Dung và con trai riêng của Dung là Bùi Mỹ Quốc Huy tạm trú tại quán cà phê Chiều Tím, phường 9, thành phố Đà Lạt. Họ gã gẫm được nhiều người cho vay và tham gia các dây hụi lớn từ 50 đến 200 triệu đồng. Thời gian đầu, cặp vợ chồng này thanh toán nợ lãi và trả tiền huê đúng hẹn, khiến nhiều người tin tưởng, vay mượn lãi suất thấp đưa họ để kiếm tiền chênh lệch. Thế nhưng, từ ngày 15 tháng 2 năm 2012, vợ chồng Dung Đẳng chỉ thu tiền mà không trả lãi cho ai, với lý do đang kẹt tiền vào một vụ làm ăn lớn, hẹn ngày sẽ thanh toán các chủ nợ. Tuy nhiên, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Bà con chúng tôi là muốn là những cơ quan có thẩm quyền điều tra, làm rõ vụ án vợ chồng Dung Đẳng lừa đảo hơn 50 tỷ. Mà giờ rút lại khi đi ra tòa là chỉ còn có 4 tỷ thôi. Quá hoang mang, nhiều người đã viết đơn trình báo cơ quan chức năng. Nghe tin vợ chồng Dung Đẳng ngày 8 tháng 3 trở về tuyên bố vỡ hụi. Ngày 11 tháng 3 năm 2012, trước áp lực của cơ quan điều tra và tính mạng của các con hụi, vợ chồng Dung Đẳng đã đến công an Lâm Đồng trình diện. Bước đầu, cả hai đổ lỗi cho các chủ hụi nhỏ gom tiền không đóng cho họ. Chúng tôi là những người dân ở Đà Lạt, chúng tôi rất là bức xúc là vì là số tiền quá lớn, 43 dây huê, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại xử có 5 dây. Rồi số tiền mà tại cơ quan công an, hai bị cáo nhận là gần 13 tỷ, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 5 dây huê và 4 tỷ đồng. Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 21 tháng 11 năm 2014, hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Thị Mỹ Dung 16 năm tù giam, còn bị cáo Trần Văn Đẳng, người cùng với Bùi Thị Mỹ Dung gây ra vụ lừa đảo trên, chỉ nhận mức án 5 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho các nạn nhân trên 6 tỷ đồng, khiến cho nhiều người vẫn đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu số tiền mà vợ chồng Trần Văn Đẳng và Bùi Thị Mỹ Dung chiếm đoạt có dừng lại ở con số nêu trên hay không, khi mà các bị hại trình báo với các cơ quan chức năng lên đến gần 50 tỷ đồng? Hiện nay bộ luật hình sự thì quy định về cái khung hình phạt đối với loại tội này là hình phạt nó cũng rất là nặng. Ví dụ như là chiếm đoạt từ 500 triệu trở lên thì khởi điểm của khung hình phạt đã là 12 năm tù. Tuy nhiên đối với cái loại án này thì thật sự là khi mà đưa ra xét xử thì chỉ giải quyết chủ yếu về mặt trách nhiệm hình sự thôi, có nghĩa là áp dụng hình phạt. Chúng tôi áp phần hình phạt rất là nghiêm khắc nếu như không khắc phục được cái việc mà bồi thường cho người bị hại. Không còn dừng lại ở việc hỗ trợ nhau về tài chính, huê hụi là hình thức huy động vốn với số tiền lớn, thường tiềm ẩn nhiều rủi ro. Câu chuyện này một lần nữa là bài học cảnh tỉnh cho mọi người. Hãy thận trọng khi quyết định tham gia vào đường dây huê hụi.